Hội cứu trợ chó mèo Kiên Giang có trụ sở ở khu phố 1, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá. Theo bà Thu, những thành viên của hội này gồm những người yêu mến những loài động vật sống gần gũi với con người như chó mèo. Tại đây hiện đang có hàng chục con chó được hội cứu trợ tiếp nhận về chăm sóc. Hầu hết những con vật này bị bỏ rơi vì quá già hay bị bệnh hoặc bị chủ nuôi đánh đập ngược đãi. Cũng theo bà Thu, mấy ngày trước đây, thành viên của hội cứu trợ phát hiện một con mèo rừng đang bị bán ở chợ, nên hội liền mua về với giá 1 triệu đồng. Sau đó, hội đã liên lạc với chi cục Kiểm lâm Kiên Giang đến để tiếp nhận. Tôi xin đại diện cho hội cứu trợ chó mèo Kiên Giang thì hôm nay đã tiến hành bàn giao con mèo cho bên trạm kiểm lâm của Kiên Giang. Thì thực sự đây là con mèo được hội chúng tôi cứu. Chúng tôi vui vì là có thể là giao lại cho trạm để có thể giảm về môi trường tự nhiên của nó. Bởi vì nó là động thực vật hoang dã nên là cần có cái sự bảo vệ của chính quyền của các tổ chức cứu hộ chuyên nghiệp hơn. Được biết, cá thể mèo rừng thuộc giống mèo quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Theo Nghị định số 157 ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, quy định về hành vi nuôi nhốt động vật hoang dã, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính từ 50 triệu đến 100 triệu đồng và tịch thu tang vật. Và qua cái việc này, chúng tôi cũng mong muốn là kêu gọi mọi người hãy chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường sống để cho những động vật hoang dã như thế nó có điều kiện tự nhiên nó sống tốt hơn. Và bên cạnh đó, tôi cũng có bài ý muốn nhắn gửi với mọi người, đại diện hội cứu trợ chó mèo Kiên Giang thì cũng rất là mong mọi người là hãy có lòng yêu thương đối với những động vật mà nó gần gũi với con người, chẳng hạn như chó mèo. Ngay sau khi nhận một cá thể mèo rừng từ hội cứu trợ chó mèo, chi cục Kiểm lâm Kiên Giang đã đưa về trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me thuộc huyện Hòn Đất để chăm sóc. Đến khi cá thể mèo rừng này khỏe mạnh, đảm bảo cuộc sống nơi hoang dã, sẽ được thả về chới rừng.